nữa. Thôi mấy anh em bữa giờ mình ăn ké rồi, hôm nay mình hùng tiền đi cho nó. Đợt trước là anh Ba Hưng bao rồi, đợt mới đây nữa là tình nguyện là anh Tâm bao rồi. Bây giờ mình kêu mấy nó đơn giản thôi, mình kêu mấy nó tráng miệng thôi. Hôm nay là mấy anh em đi ăn bánh dỗ. Này của em à. 1, 2, 3, go. Chưa chạy chở xe Ba Hưng qua tới quận 2 luôn mà nắng quá, mặc đồ đẹp nữa nè, thấy không? Thôi được rồi, lát nữa trả tiền dầu được rồi. Ủa có không? Có à? Có à? Bữa hứa mà. Năm chục. Năm chục đi không được, từ đây ra tới năm chục ra tới cầu Đa. Không mà con mời tôi ông Bảy chạy đã lắm. Thôi đưa thử mới biết được chứ. Xe mới vậy anh. Bẹt. Tới luôn bé ơi. Phiền ha. Sao? Lắc biết quá à? Thôi được rồi. Ồ má đợi mày, cảm ơn. Tôi đang coi màu tay 07 có ngon cỡ nào cắt. Rồi anh dắt giùm em xe lên nha. Xe của em thôi. Nóng quá trời. Mở, nổ máy sẵn đi quân. Cho nó. Gì? Hải sản quá. Cái miếng dưới là carbon luôn hả anh Hùng? Ừ. Dùm xe may tầm thế giới liền anh Quân. Hả? Anh chân phục cái xe may tầm thế giới liền. Còn gì nữa? Giờ còn cặp mâm đó. Nhìn thấy nó quốc tế liền đúng không? Cặp mâm giờ nếu mà nó thích màu đỏ thì nó phải sơn cái màu đỏ giống như cái xe. Cái này nó đang bị quá nổi hơn so với cái xe. Sơn màu xanh chuối. Ủa, cái carbon này lúc trước có chưa ta? Cái này mới ra. Cái này hả? Không biết nữa. Mới đúng không anh Hùng? Cái gì? Cái miếng carbon ở dưới nè. Carbon nhúng mà. Carbon nó carbon real á. Real không? Đúng bà nội mày. Real. À, nghĩ. Hay chửi quá. Nghĩ sao con em tao chơi carbon nhúng mày? Ai biết được. Ở đây là chỉ có anh Tâm tao là chơi carbon dán thôi nha. Còn lại carbon 5D đồ. Carbon 5D. Ông già. Ông giấy cho tụi carbon 5D cái đó được á, ok. Hay dán lên xong phụ keo lên. Hôm nay mình dắt mấy bạn đi thả diều mấy bạn. Ây da. Không. Mình làm thôi, kêu gì mình làm thôi. Lên luôn đúng không? Đâu còn xuống không? Hát cuộc kỹ. Sắm nữa, trời ơi, sắm nữa. Mấy bạn thưởng làm chiếc xe, lời được 200-300 bạc, đẩy ga, quay clip đồ. Rồi xong xuôi quăng lên TikTok, rồi YouTube đồ, tưởng ăn ngon lắm. Cực hơn con chó. Nói gì chiến rồi mới xỉu sắm, nói gì cái này nó xăm nè, 200 ngàn chai anh nóng ghê trời. Đúng rồi,
không à, nói đơn giản nè, chuyến qua chuyến thấy anh quay clip sơ sơ rồi về thấy giao xe rồi thấy cực không? Cực anh, má em mới qua tí xíu mà em mệt phải lái. Em đứng ngay phà là em thấy cực rồi. Đứng ngay phà em đã mệt rồi. Đó em không, anh nói đơn giản thôi, nắng no vậy ra quay clip rồi nọ em thấy cực không? Em được cái chữ thề, ý là anh hỏi em thấy cực không thôi. Cực anh, cực. Ừ, cực cực là được rồi. Nếu mà em mà có xe em đưa qua anh làm á, nếu mà anh quay clip xe em lên em phải trả tiền công anh quay clip xe cho em, thấy cực quá. Mai mốt có vụ anh tính tiền công xe em nhiều xíu rồi có vấn đề gì không? Không anh, thấy anh cực quá, em thương lắm. Anh có gì tăng thêm 20% đi, tại cái mùa này nắng nôi anh. Anh chưa có quay được cái clip xe ba Hưng mà anh thay ba cái áo từ sáng giờ rồi đó. Xe ba Hưng quay cực thiệt. Xe tầm thế giới như vậy anh. Cho mình cởi nón ra xíu các bạn. Sau này mình không, ủa sao mình không đổi nón này mình chạy luôn. Tối đó mình đỡ còng cờ mình đổi vô. Nó để giữa rồi hả? Coi chừng chạy cái kiến á. Gì vậy cha? Coi chừng chạy kiến nha, kiến nguy hiểm lắm. Muốn cái điện thoại quay lại. Ủa để dán ngàn chi vậy? Vậy đâu? Ừ. Ý là lát đường này cũng đâu được. Ừ. Ở đây gọi là cái gì anh Tâm? Dân Trạch. Má. Gọi gì là sao? Ý là cái tên là cái gì? Quán cà phê Suka. Ba Mía. Ở đây là quán cà phê Suka Ba Mía mấy bạn. Là mấy bạn xuống ngay chỗ vừa xuống cao tốc mà nhánh để vô Nhân Trạch đó, là nó có cái bãi đất trống của quán cà phê, chiều ở đây chụp hình thả diều nhiều lắm. Thôi nắng lắm, lát nữa xuống xin ý không khanh hẳn sừng mình nói sừng mình khanh hẳn hả? Ừ. Thôi để từ kêu. Hôm nay là mấy anh em đi ăn đám giỗ. Nè, quán Ba Mía nha mấy bạn. Order here nè. Ai qua kêu mua kem ăn lại ăn kìa. Rồi 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 thôi thôi thôi. Đừng có cồng kềnh quá. Nè menu nè, menu nè. Coi đi mấy em. Mấy cái? Nè, cho em luôn nè. Đi khách hậu chủ. Trời ơi. Mì gói nè. Mì gói giùm cố đồ đi ăn rồi. Mì gói lại luôn. Cho em cái trà dâu đi. Mày hay xinh quá. Đâu trà dâu nằm đâu à? Bên kia. Em cái trà bán cầu. Một cái trà trời bán cầu. Ơi, trời ơi. Má uống gì uống dữ rồi. Trà bí đao hạt chia nè, sơ sơ sơ. Trời trà tắc. Món này nhiều chuyện quá. Rồi xin núi. Trà hoa atiso đỏ. Một cái trà atiso đỏ. Một cái trà dâu. Trà tác cầu. Trà tác. Em dâu luôn. Em trà dâu, em dâu luôn. Vậy là anh với em với Quân là ba dâu. Rồi. Một cầu. Một atiso. Một tác. Rồi ok Quốc. Thấy vô lăng anh chưa. Rồi mình đi kiếm cái ngồi đi. Lát nữa có đại anh đó. Anh Tâm là mình chỉ có kêu xong mình đi thôi. Mình đừng có đứng lại.
đừng đứng lại nè, view view ra đó đi nè, come on come on. Đâu đâu đây, đất quá trời ha, quá trời đất luôn. Mấy này trời ơi đất lỗ tiểu bự hơn lỗ lùa lỗ bô. Nè, bên đây nè, bên đây nè. Đây nè, nè. Lát nữa anh Tâm hỏi đâu đừng ai nói nha. Đủ rồi đó. Đi vô. Ở nhà là người ta chỉnh đồng hồ là chuẩn hết rồi đó. Mấy ngày sau anh Hồng ơi, anh Hồng ơi, mấy ngày sau má tức quá ta, sao tức quá. Trời ơi nghĩ sao đổ hết nước. Tụi mày đã đi ăn ké rồi mà còn để cho ông anh đâu bấy nữa chứ. Này của em nè, cho tát nè, con mắt của này đỏ nhất nè. Đâu nào đâu, ai tiêu xô đỏ đó. Trời ơi dâu nè, mảng cầu của người chiến mập nè. Nhiêu tiền ly? Hai mấy ngàn? 11 ngàn cũng tốt. 11 ngàn, trời ơi 11 ngàn ly. Trả tiền đi chiến mập. Trả tiền đi em. Em bắn chuyện khoản rồi anh. Nãy em chuyện khoản rồi. Đến về rồi. Tuyệt vời. Hơi ngọt, hơi ngọt nha. Hơi ngọt phải không? Hơi ngọt nha mấy đứa ơi. Trời ơi, hồi nãy giống xin cái mọc nữa, nó nãy quên. Đi tới hai xe lận. Họ phải hơn tốn tiền xe nè. Rồi. Trời ơi, trời ơi. Nằm luôn nè. Má em nằm hết luôn á, cũng không được tới cái háng anh nữa. Ủa vậy hả? Nè anh ngồi anh banh ra cho em nằm luôn. Quá. Quá lạnh. À nó mát. Má mới lạnh nó mát quá, trời mát luôn. Mà nó thơm ha. Thơm nữa chứ. Thơm. Trời ơi. Luôn luôn anh. Bớt diễn lại, bớt diễn lại. Biết bao giờ mới có được cái xe em vậy trời. Đây, mà, đây, đây. Mà không có chơi cái miếng 3D ba đéo vậy đó. 3M. Rồi rồi tới lượt chiến nè, chuẩn bị là chiến. Lên. Trời ơi. Vô lăng nè. Dạ vô lăng nè. Trời ơi. Nhung lồ lồ nha trời ơi. Ai mày chỉ nè. Kẹo vô ba quả này luôn. Cái tay lái chứ. Trời cái tay lái nè các bạn. Trời đất ơi, cái này là cái da này là lấy từ bên Alaska về nha. Chưa. Nhập từ bên Alaska về nha, vùng của Nga đồ ngày xưa bán cho Mỹ á. Chứ ở Việt Nam không có đâu, xe này nhập tất cả đồ đất này nhập hết á. Mày nhìn tâm 3 tỷ. Lấy cho anh con hai món hả? Nửa nướng. Ôi, mấy anh em từ bữa giờ mình ăn ké rồi. Hôm nay mình hùng tiền đi cho nó. Chết mẹ. Cái vô nó kêu bún menu. Đợt trước là anh Ba Hưng bao rồi. Đợt mới đây nữa là tân niên là anh Tâm bao rồi. Bây giờ mình kêu mấy nón đơn giản thôi. Mình kêu mấy nón trắng miệng thôi nè. Cho dĩa kho quẹt với lại 6 chén cơm trắng. Đây có hủ tiếu không em? Tiếu có thịt nướng gì á. Đây hủ tiếu lên trên kia. Là bát gì ạ? Kêu đồ ăn đi rồi cho. Tưởng đâu kêu đồ ăn đi rồi. Hồi bữa đây như có soda không hả ta? Hồi bữa có mà. Này hết rồi. Cái này mình để cuối cùng đi. Để cuối cùng đi. Ăn sớm quá nọ. Ơi hôm nay ảnh rửa xe cái ảnh là bỏ mất điện thoại mày. Ai trời ơi, ai đâu. Ơi hôm nay ảnh biết hài à. Hôm nay biết hài à. Quá. Ai đậu chơi với cái. Mày ăn nắm dẩu. Rồi món này là mấy anh em mình hùng đúng không? Hùng hết. Ok. Món này hùng. Tổng cộng là mấy món? Không, món này là mấy đem mình hùng nè. Món này hùng. Ý là tổng cộng là mấy món? Tổng cộng là biết rồi anh đâm cho mấy món. Tổng cộng anh đâm cho mấy mười mấy món lận. Bây giờ mình không biết là giá bao nhiêu hết, nhưng mà bốn món đầu là anh em mình hùng. Hùng 100 ngàn. Rồi tám. Bốn món đầu anh em mình hùng. Vậy có 4 món nè. Rồi 8 món sau là anh Tâm tự lo. Có 4 món nè. Ăn em ăn đây. Đói bụng nè. Rồi ăn đây ăn đi. Dễ gỏi về mà có 35 ngàn. Mắc ghê. Ừ. Cái này dưới quê ta cho luôn. Dễ gỏi được 35 ngàn luôn á trời.
35 ngàn. 35 ngàn dữ gỏi gì vậy? Gỏi hủ vừa tôm thịt. Hủ vừa mà. Hủ vừa tôm mà. Trời ơi. Thử sao vậy cha? Má đi. Đây, ở đây Long Thành làm như quận nhất vậy? Đúng rồi. 35 ngàn mà dữ thiếu vậy hả? Đúng rồi. Ông ở dưới quê tao 15 ngàn là đầy dung luôn. Mấy cái bánh hồng tôm nữa. Bánh hồng tôm là đưa mỗi đứa một bịch chứ không phải là một bịch nguyên một đám đâu ba. Trời, món này món thứ tư rồi mà anh chưa có cảm giác là nãy giờ ăn gì luôn. Ê bây giờ mày đọc lại tao ơi, món đầu tiên là món gì vậy? Không nhớ luôn. Hồi ôi má. Hỏi cua dừa. Trời đụng mấy. Này cái gì? Ngay gọi điện thoại nữa. Giò heo giả cây hả? Heo nướng. Trời em muốn. Trời ơi gì đâu mà có lá mơ nữa nè. Mẹ gì? Anh Tâm là chỗ kia kìa, chỗ xịn. Cũng vô. Kệ. Ai vô lấy có buồn mẹ dạng đó. 2 3 vô. Ủa cái bài vậy? Không có mày chút luôn. Bào quá bào. Đèn sau giống đèn sau đèn trước giống đôi bên nếp luôn á. Đi cái tướng cũng hay ghét nữa. Hừ, má. Tiếng dậu. Ở cầu hết đi, ở cầu hết đi, đi ở cầu luôn. Anh cầm cái. Ngày phải xem 5 năm mới xong quá. Chà chà long 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 nhãn tự làm nè. Vải mà. Vải nhãn. Bên trong đậu. Nhãn. Hồi xưa càng long còn món đó là món gì quên rồi nè. À... ghê gớm lắm. Lệ chi, lệ chi, lệ 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 chi yến. Lệ chi trái lệ chinh. Ô xịn nữa. Gì vậy? Cái đó người ta ăn cả tháng á. Mọi người ăn, mọi người múc cái ly hết đi rồi em ăn này. Phá của á. Anh đâm phá của rồi anh. Rồi đổ hết luôn à. Nữa. Lọc tới các bạn ơi. Nãy em thấy con rết đấy, con rết là con sông ấy ta. Đấy là 885.